Nguyên Vương đến từ trung tâm nghệ thuật đường phố Tư Đường Át. Hôm nay buổi thứ tư mình sẽ dạy các bạn skin Wingo và cách bắt skin đó với nhạc. Mời các bạn cùng đón xem. Đồng thời chân sau sẽ nhấc gót lên đưa ra phía ngoài. Hai nó sẽ như này. Vậy hai nó sẽ đứng như này. Nhấc gót chân lên. Nhấc gót chân. Mũi chân nhấc ra. Mũi chân nhấc ra sẽ hướng vào trong. Đấy, một là đứng này. Hai. Vậy ba nó lại hạ xuống đổi chân. Chân kia lại được lên trước. Chân phải ta lại hướng sau. Bây giờ chân trái lại nhấc lên. Đồng thời mũi hướng vào trong. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi muốn đi lên thì cũng làm y nguyên. Y nguyên như vậy còn chúng ta đi lên. 1, nhấc lên. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ta làm lần nữa. Rồi lúc chéo chân. 1, nhấc lên. 2, hạ xuống. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bây giờ lại đi lên. Y nguyên nhạc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hai chân kéo theo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lưu ý của bước này gồm có là: thứ nhất, ta chỉ di chuyển bằng mũi chân, không di chuyển bằng gót. Đây, cũng như này. 1, 2, ta sẽ di chuyển. Ta bước này di chuyển cùng chỉ dồn hết trọng tâm vào hai mũi chân và nhấc hai gót chân lên, đưa ra vào, ra và đây sẽ là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đấy là lưu ý của khi tập Wingo như vậy. Thế bây giờ mình sẽ làm với chậm với nhạc của mọi người xem. Có thể nhạc kia. Hai ba bốn năm sáu bảy
khi